Cái khoảng thời gian các bạn ấy gặp nhau và ở trong cái nhà chung này nó quá ít. Đúng rồi, Chẳng 15 hạn là ngày. 15 ngày đi, thì làm sao mà với một người bình thường như mình, chị tiếp xúc với một người thôi, chỉ một người thôi, 15 ngày chắc gì chị đã có cái sự chắc chắn về cái chuyện tình cảm đấy. Không chắc được. Đấy, làm sao mình chắc Người được? mình nhắm nhiều khi là người ta thích người khác rồi mình làm sao? Đấy, Mình cho cũng nên phải là chiến đấu chứ. mình cũng mông lung, và nói thật là vào trong đấy thì mình cũng không biết là mọi người có thật với nhau đến bao nhiêu phần trăm để mà mình tin tưởng về cái tình cảm đấy. Đâm ra là mình nói thật là chỉ mình là ban bình luận mà, mình ngồi mình được xem hết diễn biến thì mình sẽ tỉnh táo hơn. Còn các bạn thì có khi các bạn ấy không tỉnh táo bằng mình đâu, bởi vì các bạn ấy không được nhìn thấy hết nguyên cái bề mặt của cái câu chuyện đấy. Còn mình là mình ngồi được nhìn thấy câu chuyện này, nhìn thấy câu chuyện kia, nhìn thấy bà tám hu công đi vào phòng này nói chuyện này kiểu thế thì nó câu chuyện khác. Hôm qua chị có biết không, em ngồi ở nhà em xem cái tập buổi tối ngày hôm qua, mà cái lúc mà phỏng vấn Ryan, chị biết là em xem cái tập đấy rồi mà em còn phải ngồi nhà em hét vào cái màn hình tivi này: bà kia, bà quá là mù quáng rồi, bà tỉnh dậy đi, bà hãy tỉnh lại ngay cho tôi, kiểu thế. Tức là mình xem rồi mà mình vẫn còn tức thế mà chị.